Belibo Store, shop chính chủ và duy nhất của Bình Bè và HND TV. Chuyên quần áo FIFA, tay cầm và phụ kiện tay cầm chơi game. Là đơn vị nhiều năm liền đạt danh hiệu shop yêu thích trên cổng thương mại điện tử Shopee. Luôn đảm bảo giá cả tối ưu nhất, chế độ bảo hành tốt nhất, hỗ trợ thông tin và giải đáp thắc mắc nhiệt tình nhất. Truy cập ngay belibostore.com. Team khá đẹp mà lúc so đâu. Sao lại có sơ đồ hình mũi tên thế này? Đây rồi, lúc so là rất hiếm, cộng 10 thật. Lúc so cộng 10 này thì sẽ được cộng một chỉ số ẩn siêu cản phá. Như vậy là chủ account đã tặng lúc so chỉ số siêu cản phá rồi. Bây giờ mà muốn đổi chỉ số ẩn hình như là phải chuyển nhượng nó, đưa nó lên thị trường chuyển nhượng. Sau đấy để mua nó về để nó trở thành cầu thủ mới thì mới thay đổi được chỉ số ẩn thì phải. Mình nghĩ không biết. Tóm lại là account này là của bạn thương nhân Lê Bá Lâm. Lâm là một thương nhân rất là uy tín trong cộng đồng. Lâm thì PM bảo là anh vào anh test cái account này đi. Test mấy ngày rồi nhưng mà bởi vì là mình thì cứ anh em nào gửi kèo trước mà mình đã nhận rồi thì mình sẽ lần lượt kiểu như vậy. Cho nên là ngày hôm qua thì mình chưa đến lượt con lúc so cộng 10. Hôm nay mình mới vào, có ông nào đá trước thì kệ các ông ấy thôi. Quan tâm đếu gì, anh em nhảy. Ronaldinho cộng 7. Thôi, tầm này ai chơi cộng 7 đúng không ạ? Thủ môn David Simon, ngày trước còn mở ra Simon, buồn thối ruột. Ôi, Riyad Mahrez này, quá ngon luôn, Mahrez quá ngon. Effenberg cộng 8 là con ngon. Effenberg mùa TT mà cộng 8 thì nó chỉ bằng con mùa hot cộng 5 thôi. Giá trị sử dụng ấy nó chỉ bằng con mùa hot cộng 5 thôi. Cho nên là mua con này thì hơi đắt. Con này hơi khó bán. Bi hộp. Như vậy là chúng ta còn thừa 10 lương nữa. Mẹ, xịn ghê. Sơ đồ này thì đánh đầu thôi rồi Lượm ơi, vai trò cầu thủ. Xuân Campbell. Xuân Campbell là con hàng có chỉ số thể chất rất là kinh khủng tởm. Và nếu mà búp mùa này nữa, ui, cái gì thế? Sức mạnh 123, quyết đoán 114. Dễ ăn penalty lắm. Chơi kiểu này dễ ăn penalty lắm. Liệu có nên dùng không? Alessandro Netta. Ôi, sức mạnh 119, kém chút thôi, cũng chỉ kém chút thôi. Đã, ok. Lukaku! Đừng khinh thường. Mấy khi đã phím rồi anh em. Lúc so. Yeah. Ghi được bàn bằng bàn phím nó có vẻ nó cũng chả hát hết anh em ạ. Pha xử lý của Ruud Gullit. Đấy, thằng Riyad Mahrez nó tạt đấy các bạn. 7 chỉ số ẩn nó khác bọt lắm. Cái gì nó cũng có. Ôi, Phần Lân hàm rồng ơi, đen thế. Lần này thì hụt làm sao được. Christian Vieri không thể bắt được. Đây rồi Breme. Ui trời, sút Andres Breme. Đá Van Nistelrooy là một cái cũng khá là trải nghiệm khá thú vị đấy. Nó khôn lắm. AI siêu sao.
Nếu các bạn mà đá giải Garena là các bạn được dùng Việt Nam cộng 7 nhá. Các bạn được dùng cầu thủ Việt Nam thẻ cộng 7. Thế thì trừ Đặng Văn Lâm ra, anh em làm 10 ông Việt Nam. Cộng 7. Nếu thực sự là tay ngon ép lên. Đấy, 10 ông Việt Nam cộng 7 với làm ông Van der Sar mùa TC cộng 5 thì đảm bảo các bạn là bá. Đá giải gà rán ngon luôn ý. Bạn nào mà ít tạc cánh đánh đầu nhá, chơi đội hình Việt Nam cộng cao, đi đá giải gà rán, chỉ cần thêm một ông thủ môn, hàng xịn thôi. Mình gợi ý cho các bạn Van der Sar TC cộng 5 và Peter Cech cũng được, Peter Cech TC cộng 5. Đấy, mấy con đấy nó cũng không cao, giá không cao mà đá rất hay rồi. Cech TC bắt hay lắm. Riyad Mahrez, Silva, Thiago Silva có chỉ số bàn đánh đầu mạnh, bật nhảy 115 và anh chẳng sợ ai cả. Ui xôi, Lukaku. Ai còn chê Lukaku? Khi mà cu sang Inter thì những lời chê bai đả kích hướng về cu đã bớt dần đi. Bây giờ là những lời ngợi khen. Ôi thôi xong rồi, Van Nistelrooy đây này. Đấy anh em thấy chưa? Nistelrooy nó nhanh lắm. Tỷ lệ mở ra Son Heung-min là cao. Còn tỷ lệ mở ra Mane. Thiago Silva là cây ghi bàn chính luôn đấy. Đá CDM, chỉ số chọn vị trí các thứ ngon, bật nhảy đâu ở đấy. Trời ơi, Silva ghi bàn ở mâm. Ôi, thủ môn này lên thần nha. Được, thích mày rồi đấy. Nếu mà có cái giải đấu nào mà kiểu vừa đá vừa nói chuyện thì có khi tôi vô địch anh em ạ. Thằng Diego Costa là đá hay phết này. Bạn nào mà chơi FIFA truyền thống rồi ấy, cái năm mà FIFA 15 ấy, Diego Costa đá hay dã man. Về tiền đạo cắm ST của cái năm FIFA 15 ấy, Costa chỉ thua mỗi CR7 thôi. Thôi Netta đá phạt à? Nãy giờ Netta đá phạt à? Không đúng nhỉ? Hãy để Netta đá phạt. Ôi! Sút! Úi dạ! Cánh có Mane, Salah, trung lộ thì lắp ai cũng được, chơi Ian Rapp cũng được. Chắc nửa năm nữa có closer icon đấy. David De Gea chỉ có đúng một mùa là bắt hay thôi. Trong game nhá, FIFA 18, chỉ có đúng trong game đấy thì David De Gea là thủ môn xuất sắc nhất game. Còn lại thì không có cửa với Van der Sar nha. Peter Schmeichel trong game cũng không có cửa với Van der Sar. Ui chúa, nhìn cái đôi chân của Xuân Campbell kìa. Cavani. Cái lối đá của ông ấy, gần như lúc cô ta ra sân là ông ấy không có quan tâm cái việc người ta nghĩ cái gì. Ông ấy mà ông thích là ông đá, đá theo cái cách mà ông ấy thích. Cho nên là những cái nghệ sĩ kiểu như Rui Costa sau này bóng đá hiện đại nó không sống được. Cái kiểu đá của Rui Costa tức là trên sân đông khán giả hay là ít khán giả, người khen hay người chê hay cái gì đó là ông không quan tâm. Việc ông là ông cứ đá thôi, mà ông thích đá nào là ông đá kiểu đấy. Ngoài đời gọi là AI để anh em dễ hiểu, tức là cái nhãn quan chiến thuật và tư duy bóng đá nó tốt. Đấy.
nhưng mà thôi dùng cái từ đấy mẹ, AI đi cho nó nhanh, các ông hiểu cho nó dễ. Còn AI là trí tuệ nhân tạo, mày biết rồi. Ồ, bây giờ dùng cái cụm từ đấy. Nhãn quan chiến thuật, tư duy bóng đá, mẹ có phải là mất mẹ nó 8 chữ không? Khổ ra, bắt lỗi. Ta đã phạt. Yeah! Đá làm bố đau á. Đây rồi! Yeah! Yes! Ơi, mà biết khóc! Ui, ăn mừng! Chẩu của anh ơi! Sút 121 cơ mà! Sợ gì? Muốn bắt dính bóng thì phải là bọn thủ môn chỉ số cao, Van der Sa các thứ. Chứ còn có mấy con thủ môn lương thấp mà bắt được dính bóng đâu. Dona bắt làm sao cũng có dính được đâu. Yeah, Lukaku. Phải biết đấy. Yeah, Aubameyang. Mình là tốt rồi. Chết này, chết này, chết này. Đã bảo chết mà. Thằng Diego Costa đá khôn rồi. Các bạn thấy nó tanh người không? Ôi ôi ơi, đánh người thế giờ. Mane, Son, MV3 đều thì ai đá ST. MV3 đá ST. Mane đá cánh. Còn Son Heung-min vứt ra. Lukaku này. Lukaku nhá. Yeah. Với cái con game này thì nó không tạo cho các bạn một cái cảm hứng gì cả. Các bạn là người xem, các bạn cần cái gì đấy nó cũng giúp các bạn cảm thấy hứng thú chơi game. Hay ít nhất là nó mang lại cái tính giải trí gì đó. Tôi lên mặt hầm hầm cứ thế vậy. Cắm mặt vào mà đá thì. Xin kính chào mấy em đồng gâm đã đến với kênh của mình nè.